Chúng ta lựa chọn một cái gọi là ngành nghề kinh doanh thì chúng ta phải cảm thấy vui, chúng ta cảm thấy rằng là thú vị với cái ngành nghề, với cái mô hình kinh doanh đó. Cái điều mà chúng ta muốn tìm ra cái công thức để chúng ta kinh doanh thành công, đúng không ạ? Đấy. Đấy, thì kinh doanh thành công chúng ta biết là có 3 yếu tố. 3 yếu tố này cực kỳ quan trọng anh chị em nhé. 3 yếu tố để chúng ta có một cái kinh doanh thành công. Đấy. Yếu tố thứ nhất nó gọi là tư duy. Yếu tố thứ hai nó gọi là kiến thức. Yếu tố thứ ba nó là công cụ. Đó. Để mà thành công trong kinh doanh, thì chúng ta cần phải có một cái tư duy đúng, cần có kiến thức đúng và cần có công cụ đúng. Đó. Chúng ta có một cái chiếc ô tô, nhưng mà chúng ta có biết lái ô tô, chúng ta có ô tô, chúng ta biết lái ô tô, nhưng chúng ta không biết dùng ô tô để làm gì, không biết lái đi đâu, thì cái ô tô nó cũng chỉ là cái sắt vụn mà thôi. Được chưa? Cho nên là trước đây thì mình không biết điều này. Cho nên là mình cứ cứ làm thôi. Và đấy là đấy là lý do mình thất bại, đấy là lý do mình sai ngay từ khi bắt đầu. Cho nên là tư duy là chiếm 80% thành công. Công cụ chỉ chiếm 10% thôi. Có công cụ tốt thì mình dễ thành công hơn, nhưng chỉ có chiếm 10% thôi. Kiến thức chiếm bao nhiêu? Chiếm 10% thôi. Kiến thức thì rất cần thiết, nhưng nó cũng chỉ chiếm 10% để thành công mà thôi. Đúng không ạ? Đó. Và để mà thành công thì chúng ta cần phải có cả 3 yếu tố này anh chị em nhé. Cần phải có đủ cả 3 yếu tố này. Đây là cái tam giác để chúng ta chắc chắn thành công trong kinh doanh. Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây, 80% hay 90% hay 70% hay 60% bao nhiêu đó là tùy vào mỗi người, tùy vào mỗi chúng ta. Nhưng chúng ta biết rằng tư duy hay là thái độ chính là cái thứ quan trọng nhất. Tư duy hay thái độ chính là cái thứ quan trọng nhất để chúng ta thành công. Thế thì để mà chúng ta thành công thì chúng ta cần có những cái tư duy gì? Đấy. Thì Huy xin phép chia sẻ cho anh chị em chúng ta 7 cái tư duy để chúng ta thành công trong kinh doanh. Đúng không ạ? 7 cái tư duy để thành công trong kinh doanh. Cái tư duy đầu tiên để kinh doanh thành công thì kinh doanh, tư duy số 1, đó là kinh doanh cần phải vui. Kinh doanh cần phải vui. Rồi, anh chị em comment xuống. Kinh doanh cần phải vui, tư duy số 1. Tại sao là như vậy ạ? Khi mà chúng ta kinh doanh, nếu mà chúng ta muốn trở thành cái người mà xuất sắc ở trong bất kỳ một lĩnh vực kinh doanh nào, thì chúng ta cần phải có một cái niềm vui ở trong cái bộ môn đó. Chúng ta không thích, chúng ta không làm được. Chúng ta không thích thì đó không phải là một cái bộ môn sở trường của chúng ta. Nếu mà chúng ta không thích thì chúng ta sẽ không đào sâu nghiên cứu, không đam mê nó được. Nếu mà chúng ta không vui thì chúng ta không hết mình với nó được. Cho nên là cái việc đầu tiên là chúng ta lựa chọn một cái mô hình kinh doanh, lựa chọn một cái công cụ, lựa chọn một cái kiến thức để chúng ta đào sâu. Chúng ta lựa chọn một cái gọi là ngành nghề kinh doanh thì chúng ta phải cảm thấy vui, chúng ta cảm thấy rằng là thú vị với cái ngành nghề, với cái mô hình kinh doanh đó. Thì khi đó thì chúng ta mới khai thác được hết cái tiềm năng bên trong của mình. Đúng không ạ? Khai thác hết cái tiềm năng bên trong của mình. Thì khi đó thì chúng ta mới dễ dàng thành công được. Cho nên là làm gì thì làm. Nhưng mà nếu mà làm cái điều đó mà không vui, đừng làm. Mình nói ví dụ như này, chúng ta kinh doanh mà chúng ta đi bán những cái đồ mà quốc cấm, ví dụ như là thuốc phiện, vũ khí. Đấy, những cái đồ mà lúc nào chúng ta kinh doanh mà chúng ta nơm nớp, chúng ta sợ hãi, thì chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên. Khi đó làm sao mà vui được, đúng không anh chị em? Kinh doanh cái đấy có tiền không ạ? Có tiền nhé, kiếm được tiền. đúng không ạ? Thậm chí là rất nhiều tiền, nhưng mà nó làm cho chúng ta tâm nó không an, tâm nó không yên, làm chúng ta không vui thì làm sao ạ? Thì chúng ta cũng không kinh doanh được, đúng không anh chị em? Kinh doanh mà chúng ta phải kiếm tiền bằng cách là gì ạ? Lừa lọc người khác, lừa đảo người khác, làm cho chúng ta gì ạ? Chúng ta kiếm được tiền nhưng mà chúng ta lúc nào cũng sợ hãi, sợ gì ạ? Sợ về hậu quả, tức là theo cái luật nhân quả ấy, kinh doanh mà chúng ta đi lừa người khác thì làm sao ạ? Thì chúng ta cũng không vui được, đúng không anh chị em? Đấy, vì vậy cái việc kinh doanh đầu tiên đó là phải vui. Vui nó sẽ là một cái gì ạ? Bao trùm phần lớn những cái gì ạ? Những cái tư duy khác. Cái tư duy kinh doanh phải vui, nó bao trùm phần lớn các cái tư duy khác rồi anh chị em chút nữa sẽ thấy. Ví dụ như là trước đây khi mà Huy làm xây dựng, Huy làm trong lĩnh vực là nhà thông minh. Cái ngày đó thì mình nghĩ rằng đây là cái gọi là sự nghiệp của mình rồi, bởi vì mình chẳng biết làm gì khác cả. Mình học bách khoa ra, sau đó mình làm nhân viên trong một công ty làm về nhà thông minh, sau đó mình ra mình mở một doanh nghiệp làm về nhà thông minh. Mình nghĩ rằng mình làm cái đấy nó là cái sở trường, mình nghĩ rằng cái đấy mình thích, mình nghĩ rằng cái đấy mình sẽ gọi là đam mê. Nhưng mà thực tế sau một thời gian mình thấy rằng là mình không còn đam mê cái lĩnh vực đó nữa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì lĩnh vực đó nó không làm cho mình thực sự cảm thấy vui. Bởi vì cái thứ mình làm cho mình vui nó là cái gì ạ? Thứ nhất đó là mình phải có nhiều tiền. Đấy, mình thấy bạn bè mình nó thành công, nó giàu có, mà mình không thành công, mình không giàu có, thì chứng tỏ là gì ạ? Là nó vẫn chưa vui lắm. Rất nhiều người bảo là em làm cái đấy vì đam mê. Có một số người bạn của Huy làm một số lĩnh vực như là bảo hiểm, như là giáo viên, như là bất động sản, bảo làm vì đam mê. Thế Huy chỉ hỏi một câu thôi, tức là làm vì đam mê mà không có tiền thì có làm không? Đấy, thì câu trả lời là không. Như vậy là gì ạ? Như vậy là không phải là đam mê cái công việc đó, mà mình đam mê gì ạ? Đam mê kiếm tiền. Nếu mà có tiền thì mình vui, thì chứng tỏ là gì ạ? Là mình chưa vui lắm. Như vậy ở đây á, đó là gì ạ? Là chúng ta phải hiểu rõ thế nào để mà làm cho chúng ta vui. Đấy, Huy chỉ nói một ví dụ thôi nhá, một khía cạnh thôi nhá. Một khía cạnh đó là kinh doanh cái đó mà không làm cho chúng ta giàu có thì chúng ta không vui. Mà chúng ta không vui thì làm sao ạ? Thì chúng ta không làm. Được nhỉ? Đấy, cho nên tư duy đầu tiên đó là chúng ta là gì ạ? Kinh doanh thì phải vui. Đó, nó sẽ bao trùm các cái tư duy khác. Cái tư duy số 2, đó là gì ạ? Kinh doanh thì phải gì ạ? Phải tập trung vào mục tiêu tài chính, hay là kinh doanh phải có tiền. Đúng không ạ? Tư duy số 1 là kinh doanh phải vui. Tư duy số 2 là kinh doanh phải có tiền. Rất nhiều người kinh doanh nhưng mà làm mãi không có tiền, giống như Huy trước đây. Huy làm kinh doanh nhưng không có tiền anh chị em. Tức là có chỉ tiền nó gọi là chỉ được khoảng độ 20-30 triệu một tháng thôi, không nhiều. Không thành công, không giàu có được, không thể làm phát triển một cách rực rỡ được. Trong khi mà xung quanh mình những người mà thành công càng ngày càng nhiều, thậm chí là những cái người nhỏ tuổi hơn mình, họ kiếm được nhiều tiền hơn mình rất là nhiều. Đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy rằng là gì ạ? Có những người ít tuổi hơn mình mà họ vẫn gì ạ? Họ vẫn kiếm được nhiều tiền hơn mình. Và khi mà mình nhìn thấy họ kiếm nhiều tiền hơn mình thì mình bắt đầu cảm thấy là gì ạ? Cảm thấy không vui nữa ở trong cái công việc của mình. Đấy, mình cảm thấy lung lay. Đấy, mặc dù mình rất là đam mê. Đấy, thực ra là đam mê thì mình làm mãi, làm nhiều, cái gì là làm nhiều thì nó đam mê thôi. Có rất nhiều người bảo đam mê thì mới thành công. Không phải, mình cứ thành công rồi mình sẽ đam mê. Mình cứ làm nhiều mình sẽ đam mê. Đấy, có một cái cuốn sách là gì ạ? Là thành công rồi đam mê, hay đam mê rồi thành công ấy. Thì trong cuốn sách đấy thì nó cũng có một cái tư duy rất là hay. Đó là mình làm nhiều thì mình sẽ đam mê, chứ không phải là đam mê rồi sẽ làm. Tất cả những cái việc mà trước đây mà mình làm ấy, mình đều không đam mê nó, cho tới khi mình làm nhiều, mình hiểu nó, mình thân thuộc với nó thì mình mới đam mê nó, chứ không phải là tự nhiên. Ví dụ có một số người thì họ đam mê là chơi gôn. Mình chưa chơi gôn bao giờ, làm sao mình đam mê cái bộ môn đấy được, đúng không ạ? Ít nhất là mình chưa chơi, nhưng mà mình cũng mình cũng phải tìm hiểu, mình cũng phải nghiên cứu, mình phải biết về nó đã. Mình cũng phải nhìn thấy người này người kia chơi, sau đó là mình chơi thử thì bắt đầu mình mới nghĩ đến việc là đam mê hay không, đúng không ạ? Đấy, mình không đam mê bởi vì mình không có kiến thức, không có kỹ năng, cũng không có gì, thông tin gì về nó thì làm sao mà đam mê được. Đúng chưa? Cho nên ở đây á, là cái tư duy số 2, đấy là kinh doanh thì phải có tiền. Đã làm kinh doanh thì phải có tiền. Rất nhiều người bảo, ui em làm kinh doanh không phải vì tiền. Đừng nói như vậy. Chỉ khi nào chúng ta có rất nhiều tiền thì khi đó chúng ta mới nói rằng là kinh doanh không phải vì tiền. Đúng không ạ? Kinh doanh vì đam mê, kinh doanh vì sứ mệnh. Cái đấy thì đúng, không sai. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà chỉ khi nào mình có rất nhiều tiền rồi, mình không phải là gì ạ? Quan trọng về tiền nữa, thì lúc đấy thì mới kể kinh doanh không phải vì tiền. Lúc đấy không phải là kinh doanh, mà lúc đó là gì ạ? Đó là làm từ thiện. Kinh doanh để làm từ thiện có nha anh chị em. Có một số anh chị em họ làm kinh doanh để là gì ạ? Để làm từ thiện. Đó, đúng không ạ? Nhưng mà cái đầu tiên, cái thứ mà chúng ta gọi là cơm áo gạo tiền mà chưa lo xong ấy, thì kinh doanh nó vẫn là phải kiếm tiền. Đúng không anh chị em? Khi mà cơm áo gạo tiền chưa lo xong thì kinh doanh là phải kiếm tiền. Kinh doanh phải tập trung vào mục tiêu tài chính. Cái việc đầu tiên là chúng ta kinh doanh là chúng ta phải kiếm được bao nhiêu tiền. Rất nhiều người bảo là em định làm cái này, em định làm cái kia. Thì Huy bảo là thế làm cái đấy thì kiếm được bao nhiêu tiền. Bảo em không quan trọng, thế thì thôi đừng làm nữa. Đúng không ạ? Hoặc là em chưa tính đến để thôi đừng làm nữa. Tại sao ạ? Bởi vì ở đây chúng ta không phải mở ra một cái công việc kinh doanh để làm từ thiện. Chúng ta mở ra công việc kinh doanh để kiếm tiền. Chúng ta xác định đã kinh doanh là phải có tiền. Đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Tất cả các cái doanh nhân thành công họ đều biết rõ điều này. Họ đều tập trung vào mục tiêu tài chính. Thế thì anh chị em chúng ta hãy đặt cho mình một cái mục tiêu tài chính. Chúng ta mục tiêu của chúng ta là kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Chúng ta không phải là kiếm được tổng cái tài sản là bao tiền anh chị em nhé. Tổng tài sản thì nó là cái phần, một cái mục tiêu khác. Nhưng cái mục tiêu khi mà kinh doanh ấy, là chúng ta phải tập trung vào cái việc xây dựng dòng tiền và xây dựng được, chúng ta phải kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Thì đấy mới là gì ạ? Đấy mới là cái mục tiêu để mà chúng ta hướng tới. Thì có hôm trước có một bạn hỏi Huy, đó là anh ơi em đang muốn làm cái thịt chua. Không biết bạn ấy có ở trong phòng Zoom này không? Bạn ấy có, mà hình như là có trong phòng Zoom này. Thế Huy chỉ hỏi là bạn làm thịt chua, tại sao lại làm thịt chua? Bởi vì sao ạ? Đúng rồi, có mặt trong phòng Zoom này. Huy mới hỏi là tại sao lại làm thịt chua? Bảo là bởi vì là nhà em làm thịt chua, cho nên là em làm thịt chua. Em chẳng biết tại sao. Chỉ vì đơn giản là em có một cái thế mạnh nào đó ở trong cái lĩnh vực đó thì mình làm thôi. Thế nhưng mà bảo là gì ạ? Thế mục tiêu tài chính của em là bao nhiêu? Thì không trả lời được. Đấy, thì bắt đầu ngồi nghĩ. Đấy, thì Huy mới hỏi là bây giờ để mà nói về mục tiêu tài chính thì em chưa có. Thì bây giờ đặt ra một cái mục tiêu là như này. Bây giờ mình xem là mình đang chi tiêu bao nhiêu, tức là mình tiêu bao nhiêu tiền mỗi tháng. Thì mình phải có cái mục tiêu phải lớn hơn cái số tiền mình chi tiêu thì nó dễ hơn. Bây giờ mình nói là số tiền mình chi ra mỗi tháng thực tế thì là rất là dễ, đúng không ạ? Nhưng mà cũng không nắm được. Đấy, thế thì kinh doanh là chúng ta là gì ạ? Là trò chơi của những con số. Kinh doanh là trò chơi của những con số. Anh chị em chúng ta không nắm được những con số mà xông vào kinh doanh là chúng ta thất bại rất là cao. Tức là cho nên là Huy nói là gì ạ? Phần lớn những người kinh doanh là thất bại bởi vì sao ạ? Bởi vì họ thiếu đi cái tư duy, họ sai ngay từ khi bắt đầu thì làm cái gì cũng thất bại, không phải làm thịt chua mà làm cái gì cũng thất bại. Được không ạ? Làm cái gì cũng thất bại. Đấy, cho nên là gì ạ? Cái việc đầu tiên của chúng ta nếu mà đã xác định kinh doanh bất kể một lĩnh vực gì, phải tập trung là cái lĩnh vực đó có kiếm được cái mục tiêu tài chính của tôi hay không. Ví dụ như này, mục tiêu tài chính của tôi là 50 triệu một tháng. Thì cái ngành nghề kinh doanh đó nó phải giúp cho tôi kiếm được 50 triệu một tháng. Không đạt được cái đó, tôi không làm. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái thịt chua hay là cái công cụ kinh doanh đó nó chỉ là cái phương tiện hay cái công cụ để giúp mình đạt được mục tiêu tài chính. Nó không phải là mục tiêu của mình. Cái thịt chua không phải mục tiêu của mình. Mục tiêu của mình là tài chính, là kiếm được tiền. Đúng không ạ? Thế là nếu mà công cụ đấy nó không đạt được, không giúp mình đạt được thì mình có làm không? Có một cái người bạn của Huy, bạn ấy làm giáo viên. Bạn ấy làm mãi, làm đến bây giờ là 20 năm rồi anh chị. 20 năm làm giáo viên rồi. Bây giờ Huy hỏi là thu nhập được bao nhiêu, tổng thu nhập nhé, để không nói lương, bởi lương nhiều khi là ở với cái ngành, một số ngành của nhà nước ấy thì lương nó rất thấp nhưng mà thu nhập nó cao. Thế bây giờ cả thu nhập tổng tất tật các kể cả dạy thêm dạy thước các thứ. Bạn ấy ở Bắc Giang, Huy ở Bắc Giang, quê Bắc Giang, thì bạn ấy vẫn làm giáo viên ở Bắc Giang, ở một cái huyện ở Bắc Giang. Thế Huy hỏi là thế thì tổng thu nhập bao nhiêu, cả dạy thêm, cả chấm thi, rồi cả thế này thế kia hết tổng vào bao nhiêu. Đấy, thì bạn bảo là thu nhập được khoảng độ 10 triệu một tháng. Đấy, làm giáo viên ở một cái huyện ở Bắc Giang thì bảo thu nhập tổng được 10 triệu một tháng. Thế mình mới bảo là thế bạn đã hài lòng với cái thu nhập đấy của bạn chưa? Thì bạn bảo là hài lòng rồi. Thế mình bảo ok, được. Chỉ cần mình hài lòng với cái thu nhập của mình, đạt được cái mục tiêu của mình thì ok, xong. Không cần phải nói nhiều, không cần phải cố gắng. Nếu mà anh chị em chúng ta đã đạt được cái mục tiêu của mình rồi thì không phải cố gắng nữa. Đấy, thế thì mới hỏi thêm đấy là thế thì bạn có mục tiêu là gì ạ? Kiếm nhiều hơn không? Nó bảo là không, tao thấy được đủ rồi. Và ok, thế thôi, thế không cần phải cố, đúng không ạ? Chẳng cần phải cố làm gì cả. Khi mà mình thấy thế đủ rồi, thế hài lòng rồi thì thôi. Đấy. Nhưng mà nếu như mà mình muốn nhiều hơn, tức là thế có muốn xây cái nhà nó to hơn không? Bảo là có chứ, tao đang định xây cái nhà. Thế bảo đã đủ tiền chưa? Mà chưa, phải đang đi vay tiền. Thế bảo cái đợt trước tôi thấy bảo đi mua cái đất đấy cũng phải vay tiền, đã trả hết chưa? Bảo chưa, chưa trả hết, vẫn đang phải nợ đây. Thế có muốn kiếm tiền để mà trả hết nợ không? Bảo có chứ. Thế bảo tại sao mà 10 triệu đã hài lòng rồi? Thì bây giờ biết làm gì đâu, cả mấy chục năm trời làm mỗi cái đấy bây giờ chẳng biết làm gì cả. Tôi đành phải thế thì biết làm gì. Thế bảo bây giờ nếu mà có cách khác mà kiếm được nhiều tiền hơn có làm không? Bảo không, thế thôi. Đúng không anh em? Không thì thôi. Đấy, thế thì có những người ấy, họ rất là bảo thủ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ngoài cái việc đó ra họ không biết làm gì cả, cho nên họ bị kẹt. Họ bị kẹt ở trong cái gì ạ? Ở trong cái vùng hiểu biết, kẹt ở trong vùng kiến thức của họ. Họ chỉ biết làm cái công việc của họ thôi, họ không biết làm cái việc gì khác. Họ không dám mở rộng cái tầm nhìn, không dám mở rộng cái vùng thoải mái của mình ra để mà gì ạ? Để tìm kiếm những cái công việc hay là cái lĩnh vực mới. Mà họ gì ạ? Họ chỉ biết cái thứ mà họ đang làm. Có một số người làm công nhân thì Huy chỉ hỏi một câu đó là gì ạ? Là bạn có định làm công nhân suốt đời không? Câu trả lời là không. Thế thì Huy mới hỏi là thế bạn dự định làm cái gì? Bà em không biết. Đúng không ạ? Đối lập quá. Đối lập cái gì hả thưa admin Quách Nhung? Đối lập cái gì ạ? À đúng rồi, bị kẹt trong tư duy. Muốn thoát ra nhưng mà không biết làm thế nào. Bởi vì sao ạ? Tư duy của họ bị kẹt. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải vào cái phòng Zoom gà cái này để mà chúng ta mở rộng cái tư duy của mình, mở rộng cái kiến thức của mình. Khi chúng ta mở rộng tư duy, mở rộng kiến thức của mình ấy, thì chúng ta mới có một cái góc nhìn mới, chúng ta mới có một cái tư duy mới. Và khi chúng ta có tư duy mới thì chúng ta mới bắt đầu để thành công được, đúng không ạ? Và để mà chúng ta thành công thì chúng ta phải có cái khởi đầu thành công. Đó là chúng ta sẽ có những cái tư duy thành công. Được chưa? Rồi, cái tư duy tiếp theo. Cái tư duy tiếp theo đó là kinh doanh là để gì ạ? Để thực hiện ước mơ. Kinh doanh là để thực hiện ước mơ. À, như vậy là gì ạ? Là chúng ta cần phải có những cái ước mơ lớn hơn. Ví dụ như vừa rồi Huy có nói chuyện với cả người bạn của mình ấy. Người bạn đấy là gì ạ? Là họ đang có một cái ước mơ, thực ra là không phải ước mơ, nó là mục tiêu, cái mong muốn rồi. Cái mong muốn đó là gì ạ? Xây lại cái nhà nó thật to. Cái nhà bây giờ nó đang dột, nó đang xấu, nó đang xuống cấp. Đó, cái nhà gọi là nó cũng nhiều năm rồi mà nó không được sửa chữa, bởi vì không có tiền, không có tiền để sửa chữa cái nhà. Mà cái nhà thì anh chị em biết, nó là cái nơi để mà chúng ta sinh sống, để mà chúng ta tái tạo năng lượng, để mà chúng ta gìn giữ hạnh phúc gia đình. Mà chúng ta không có một cái nhà mà đẹp, không có một cái nhà mà tươm tất thì người ta gọi là không an cư thì khó lập nghiệp, đúng không ạ? Bạn ấy có một cái mong muốn như vậy thì chúng ta kinh doanh để làm cái việc đó, đúng không ạ? Như vậy là gì ạ? Chúng ta kinh doanh để thực hiện cái ước mơ của mình. Ước mơ của mình có thể là mua một cái nhà to, mua một cái biệt thự, có thể là mua những cái ô tô sang xịn mịn, đúng không ạ? Những cái ô tô to Rồi chúng ta được ăn sung mặc sướng, được mua đồ, mặc những cái đồ hàng hiệu, mua những cái điện thoại đắt tiền, mua những cái ăn những món ăn mà chúng ta mong muốn. Chúng ta mong muốn ước mơ chúng ta có thể là mong muốn được đi du lịch khắp nơi, mong muốn chúng ta có thể được tự do tài chính, mong muốn chúng ta có thể là tự do đi đây đó mà không phải nghĩ ngợi gì về tiền, không phải mua món đồ này món đồ kia, không phải nghĩ ngợi về tiền. Ước mơ chúng ta có thể là cho con cái chúng ta là học tập một cách cái ngôi trường tốt nhất, cho con cái chúng ta những cái gọi là điều kiện để học tập tốt nhất. Đó có phải là ước mơ của chúng ta không ạ? Phần lớn chúng ta, đúng không ạ? Ước mơ để chúng ta là diện cho người thân gia đình của chúng ta được tự hào vì chúng ta, cho dòng họ chúng ta được tự hào chúng ta. Đấy có phải là ước mơ của một số người, đúng không ạ? Có đúng không ạ? Đấy. Thế thì kinh doanh để chúng ta phục vụ cái ước mơ đó của mình. Như vậy là gì ạ? Là chúng ta cần phải có ước mơ. Đấy. Chúng ta cần phải có ước mơ đó. Có rất nhiều người hỏi ước mơ của bạn là gì không biết, mong muốn của bạn là gì không biết, chỉ biết là gì ạ, cuộc sống đến đâu thì hay đến đó, cứ để cuộc sống nó xô đẩy mình thôi, đến đâu hay đấy. Mình không có một cái ước mơ, không có một cái mục tiêu xa thì chúng ta không thể nào mà biết được chúng ta làm cái gì là đúng hay là sai, đúng không ạ? Mình không thể biết là mình đang làm đúng hay sai nếu như mình không có một cái ước mơ để làm gì ạ, để làm cái thứ để dẫn đường cho chúng ta. Mỗi người có một cái ước mơ khác nhau anh chị em nhé. Nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta sẽ có những cái mục tiêu chung, có những cái chung. Đấy, hôm trước Huy đã chia sẻ với anh chị em là gì ạ? 6 cái mục tiêu lớn trong cuộc đời rồi, đúng không ạ? 6 cái mục tiêu lớn trong cuộc đời, phần lớn mọi người đều mong muốn đạt được 6 cái mục tiêu đó. Nếu mà anh chị em còn nhớ thì có thể comment xuống, đúng không ạ? 6 mục tiêu đó là gì anh chị em? Hôm trước Huy có chia sẻ rồi. Anh chị em muốn Huy chia sẻ lại nhanh không? 2 phút là chia sẻ lại xong 6 cái mục tiêu. Đấy, có muốn không ạ? Rất là dễ thôi. Đấy, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà rất nhiều người không nhớ đến cái mục tiêu đó. Còn Huy luôn luôn Huy nhớ đến 6 cái mục tiêu của mình. Và khi mình biết là gì ạ? Mình cần phải đạt được 6 mục tiêu đó thì mình biết cần phải làm cái gì, hành động hàng ngày của mình là gì để đạt được 6 cái điều đó. Cái điều gì giúp mình đạt được 6 cái điều đó thì mình làm. Cái điều gì không giúp mình đạt được điều đó thì mình không làm. 6 mục tiêu đó rất đơn giản. Thứ nhất đấy là khỏe mạnh. Được chưa ạ? Có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe. Có sức khỏe thì chúng ta có hàng ngàn ước mơ, không có sức khỏe thì chúng ta có duy nhất một ước mơ thôi, đó là ước mơ là khỏe mạnh. Anh chị em cứ gì ạ, cứ thử vào bệnh viện mà xem, cứ thử vào những cái nơi mà gọi là chuẩn bị mà những cái người bệnh gọi là bệnh nặng mà xem, họ chỉ có một ước mơ duy nhất thôi, đúng không ạ? Ước mơ duy nhất thôi. Chúng ta đang đi ký một cái hợp đồng rất quan trọng, một hợp đồng 1 triệu đô, nhưng mà bùng phát chúng ta bị tai nạn, gãy tay gãy chân thì làm sao ạ? Thôi đành gọi là hẹn lại coi như là cái đối tác đó để mà gì ạ, mình vào cấp cứu đã, đúng không ạ? Đi vào cấp cứu đã, sau cấp cứu xong thì bắt đầu mới quay trở lại mà gì ạ, ký hợp đồng thì tính sau, đúng chưa anh chị em? Tiền bạc lúc đấy là phụ hết, sức khỏe mới là số 1. Cái tiếp theo nữa, cái ước mơ số 2 nữa đó là ước mơ giàu có, đúng không ạ? Kiếm tiền giàu có, đấy là ước mơ vô cùng chính đáng của tất cả mọi người. Đấy, ước mơ giàu có, nhưng mà chúng ta sẽ phải tự do về tài chính. Giàu có tức là chúng ta phải kiếm được nhiều tiền, nhưng mà phải có gì ạ, có tự do. Kiếm được nhiều tiền mà chúng ta không có tự do thì cũng hỏng, đúng không ạ? Ước mơ thứ 3 đó là chúng ta gì ạ, tự do về mặt thời gian, tức là chúng ta phải được có nhiều thời gian để làm những cái việc mà mình thích. Chúng ta không chỉ là gì ạ, suốt ngày cắm đầu vào làm việc mà không có thời gian để nghĩ, để làm những cái việc mà mình thích, không để có thời gian để lo cho gia đình, lo cho gì ạ, người thân của mình, đúng chưa? Ước mơ thứ 4 nữa đó là ước mơ mình được phát triển, mình được gì ạ, mình được giỏi lên mỗi ngày. Đấy, mình trở thành một cái người mà gì ạ, có nhiều kiến thức để mình còn có thể chia sẻ cho người khác, để mình có thể làm cho người khác họ gì ạ, họ yêu quý, họ nể phục mình bằng chính những cái tư duy, bằng chính những kiến thức của mình. Đó là gì ạ, phát triển con người. Đấy là một cái ước mơ mà ngàn đời nay rồi anh chị em. Đấy, đó là tại sao mà mọi người ham học hỏi, mong muốn học hỏi, bởi vì sao ạ? Họ có một cái ước mơ để mà phát triển chính bản thân mình. Bây giờ mình có rất nhiều tiền mà không có kiến thức thì anh chị em nghĩ điều gì ạ? Nó gọi là chọc phú ấy. Có một số người không có tiền, không có kiến thức, nhưng mà bùng phát là gì ạ? Trúng xổ số, trúng đất, trúng một cái gì đó, thừa kế một cái gì đó. Tự nhiên có mấy chục tỷ trong tay. Sau vài năm sau sao ạ? Họ lại trở lại nghèo giống như cũ. Đấy, đúng rồi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ không giữ được tiền, họ không phát triển, họ không giữ được tiền. Đó. Cho nên là gì ạ? Đấy là một cái ước mơ, một cái mong muốn của phần lớn mọi người. Rồi, ước mơ tiếp theo nữa, đấy là gì ạ? Đó là ước mơ để mà chúng ta có một cái gọi là công danh sự nghiệp, có một cái sự nghiệp, hay có một cái gọi là công danh, hay là có một cái danh vọng gì đó. Danh vọng tức là gì ạ? Là có nhiều người biết đến mình, nhiều người yêu quý mình, nhiều người tôn trọng mình, nhiều người lắng nghe mình. Khi mà mình nói thì nhiều người nghe mình, nhiều người nói tốt về mình. Đã, đi đâu người ta cũng nói ở sau lưng mình ấy, người ta nói ông này rất là tuyệt vời, ông này rất là hay, thầy này nói rất là hay, thầy này chia sẻ rất là có tâm, rồi thầy này có những cái kiến thức rất là sâu rộng, đấy, kiểu vậy. Đấy, thì đó chính là gọi là danh vọng. Danh vọng là gì ạ? Là cái danh của mình, cái tên của mình được vọng lại từ người khác thì gọi là danh vọng, đúng không anh em? Cái tên của mình được vọng lại từ người khác. Thay vì là gì ạ? Ui, cái thằng này là thằng ba xạo, cái thằng này là thằng nói láo, thằng này thế kia. Thì cũng là danh, cũng là vọng, nhưng mà vọng đấy là gì ạ? Là vọng tồi tệ, vọng xấu xa, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà cái danh vọng lại là một cái danh vọng tốt, đấy, thì đấy là cái mong muốn của phần lớn mọi người, đúng không ạ? Nó gọi là công danh sự nghiệp. Tại sao mà chúng ta muốn trở thành giám đốc, trở thành một cái công ty, mở một công ty này thế kia? Bởi vì sao? Chúng ta muốn là thể hiện cái tôi của mình, thể hiện cái con người của mình. Đấy, đấy là một trong cái mơ ước, một cái mong muốn của mọi người. Cái thứ 6 nữa, đấy là cái thứ 5, đấy là cái danh vọng nhé. Đấy. Cái thứ nhất là sức khỏe này, thứ hai là tiền bạc này, thứ ba là thời gian này, thứ tư là gì ạ? Là phát triển bản thân này, hay là trí tuệ này. Đấy. Thứ năm là danh vọng này, và thứ 6 đó là gì ạ? Là sự cống hiến, sự cho đi. Đấy. Sự cho đi. Ai trong chúng ta cũng sẽ có ở bên trong mình một cái lòng trắc ẩn, một cái mong muốn là giúp đỡ mọi người, mong muốn cho đi, được không ạ? Cho nên khi mà chúng ta thành công rồi, chúng ta nhiều tiền rồi, chúng ta đạt được những cái đại viên mãn rồi, chúng ta đạt được những mục tiêu của mình rồi, thì bao giờ chúng ta cũng nghĩ đến việc mà cho đi giúp đỡ người khác, đúng không ạ? Sự cống hiến, sự cho đi. Thì 6 cái mục tiêu này là chúng ta cứ nghĩ là làm cái gì hàng ngày ấy, cái công việc hàng ngày của chúng ta ấy, làm cái gì để đạt được 6 mục tiêu này thì chúng ta làm. Còn cái gì mà không đạt được 6 mục tiêu này thì chúng ta không làm, đúng không ạ? Chỉ có mỗi đơn giản như vậy thôi. Đấy. Tất nhiên còn 2 cái nữa thì Huy sẽ chia sẻ sau. Đó, nó tổng là số 8 cái cơ. Nhưng mà gì ạ? Là chúng ta tập trung vào 6 cái này là chúng ta đã thành công rồi. Được chưa? Thành công là 6 cái này rồi. Ok nhé. Rồi. Tiếp theo nữa, trong kinh doanh, tiếp theo nữa, mục tiêu tiếp theo, cái tư duy tiếp theo trong kinh doanh. Đó, tư duy tiếp theo trong kinh doanh. Đó là gì ạ? Là kinh doanh là gì ạ? Là trao giá trị. Kinh doanh là trao giá trị. Chúng ta cần phải cho đi trước thì chúng ta mới nhận lại sau, đúng không ạ? Chúng ta phải cho đi trước, chúng ta nhận lại sau. Thì kinh doanh không phải là moi tiền từ khách hàng, kinh doanh không phải là kiếm tiền một cách bất chấp, kinh doanh không phải là gì ạ? Lừa lọc khách hàng, kinh doanh cũng không phải là bán được một cái món hàng bằng bất kỳ một hình thức nào, kinh doanh không phải là đi gõ cửa từng nhà để mà gì ạ? Để mà bán hàng. Kinh doanh không phải là làm phiền khách hàng. Rất nhiều những cái cô telesale ấy, rất nhiều cái công ty ấy, cái cô telesale đấy cô không có lỗi chị em nhé. Mà rất nhiều công ty ấy, họ có một cái danh sách các cái số điện thoại này. Sau đó là gì ạ? Họ gọi điện, họ làm phiền khách hàng. Đó không phải là cách kinh doanh đúng. Có một số ở trên Facebook ấy, anh chị em thấy ấy, trên Facebook hiện nay có một số người họ dùng cái tool ấy, dùng cái công cụ để mà gì ạ? Để mà spam ấy. Spam tức là để mà gọi là làm phiền người khác, đúng không ạ? Công cụ nó gọi là công cụ gây nhiễu. Tức là gì ạ? Họ cứ gửi thông tin một cách vô tội vạ, gửi thông tin một cách vô tội vạ. Đấy. Và người ta gọi là chăm bó đuốc được con ếch ấy. Tức là may mắn ấy, có một người nào đó họ lại có đúng cái nhu cầu đấy thì cũng được. Đấy là một cách ngày xưa kinh doanh, cách đấy là cách ngày xưa thì cũng có kiếm được tiền anh chị em. Nhưng mà đấy không phải cách kinh doanh đúng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì rất nhiều người họ sẽ gì ạ? Họ quay ra họ ghét mình. Họ ghét mình bởi vì mình làm phiền họ. Đấy, mình đang làm phiền họ. Đấy, cho nên là gì ạ? Là những cái người như vậy thì về cơ bản thì sớm hay muộn thì họ cũng sẽ không thành công trong kinh doanh. Họ sẽ thành công trong một cái giai đoạn ngắn thôi, nhưng về lâu về dài thì họ không thành công. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ sai ở trong tư duy. Sai ở trong tư duy. Để mà thành công trong kinh doanh thì chúng ta phải trao giá trị cho khách hàng, chứ không phải là spam, làm phiền khách hàng. Telesale rồi là gì ạ? Những cái làm phiền khác ở trên Facebook, ở trên những cái gọi là đấm vào mặt khách hàng thì nó không phải cách kinh doanh đúng. Kinh doanh như vậy không thể thành công được, không thể thành công một cách bền vững lâu dài được. Được chưa? Kinh doanh là phải trao giá trị cho khách hàng. Khách hàng họ muốn gì thì mình cho cái đấy, mình trao cái đấy. Mình không có cái điều đó thì mình phải học, mình phải làm để có cái đó. Đấy. Nếu như mình không có thì mình hỏi xem có ai khác có thì mình cho họ. Tôi nói ví dụ như này. Có một trường hợp đó là có một cái người họ hỏi Huy một cái sản phẩm nào đó mà Huy không có. Huy sẵn sàng giới thiệu họ qua cái công ty đối thủ. Cái công ty cũng làm cái ngành nghề giống như Huy, nhưng họ có cái sản phẩm mà Huy không có. Thì cái khách hàng của Huy sẵn sàng giới thiệu sang sang công ty đối thủ. Thì khi mà sang công ty đối thủ mình mất khách hàng thì sao? Rất nhiều người sẽ nghĩ như vậy, nhưng không. Chỉ đơn giản là mình trao giá trị cho khách hàng. Khách hàng họ họ cảm ơn mình, bởi vì sao ạ? Bởi vì mình đã giúp họ kết nối với người mà đã có thể bán cho họ cái sản phẩm mà họ muốn. Như vậy là mình đã mình không trực tiếp trao giá trị, nhưng mình mình giúp họ tìm được cái nơi mà họ có thể mua được cái sản phẩm mà họ đang muốn. Cái đối thủ kia họ cũng cảm ơn mình, bởi vì sao ạ? Bởi vì mình đã giúp họ có một cái khách hàng, bán được một đơn hàng. Đúng không ạ? Và sau này khi mà trong thương trường là chiến trường, rất nhiều đối thủ cạnh tranh nhau một cách không lành mạnh, nhưng họ không bao giờ đối xử với mình như vậy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ mang ơn mình, bởi vì mình đã giúp đỡ họ. Như vậy mình trao giá trị cho cả khách hàng, cho cả đối thủ. Mình biến đối thủ thành đối tác, thay vì là cạnh tranh nhau. Bây giờ hai thằng cùng vào một dự án, hai thằng cùng bán một khách hàng. Khách hàng này bảo là thằng bên kia nó bán rẻ hơn 5%, thế mình cũng giảm 5%. Đấy, giảm hẳn thêm 10% luôn cho nó máu. Đấy. Thế khách hàng lại sang bên kia nó bảo là thằng bên này lại rẻ hơn 5%, thằng bên kia đối thủ mẹ ghét thằng này, phải mẹ bán rẻ bằng được, giết chết thằng này cho tao. Thế lại giảm thêm 10% nữa. Đấy. Khách hàng nó bảo là thằng kia lại vừa giảm 10% nữa rồi, thì bây giờ mày tính sao, có giảm không để tao mua thằng bên kia đây. Bảo mẹ cái thằng kia đối thủ à, chơi xấu à, tao giảm hẳn 10% nữa cho mày chết luôn. Thế là giảm 10% nữa. Khách hàng nó lại sang kia, nó lại bảo là thằng này vừa giảm 10% nữa rồi. Thế là sao ạ? Hai thằng là đấm nhau chết. Đúng không ạ? Hai thằng cũng đấm nhau chết. Thì là thì là đối thủ. Ở đây mình không có tư duy là đối thủ nữa, mình tư duy là đối tác. Cùng khách hàng đúng không? Anh em gọi nhau. Mày bán giá bao nhiêu? Giá đấy à? Ok, thôi giá mày rẻ hơn giá tao rồi, thôi mày bán đi. Lần sau mày nhường cho tao nhé. Ok, lần này tao nhường. Kiểu vậy. Thì đấy là cách để mà chúng ta kinh doanh, thay vì là chúng ta gọi là giết nhau, đấy, hạ gục đối thủ, thì chúng ta là giúp đối thủ. Sau này đối thủ lại giúp mình, đúng không ạ? Đấy là cái cách mà kinh doanh. Rồi, kinh doanh là trao giá trị. Kinh doanh là trao giá trị. Bất kể khi nào chúng ta có cơ hội để chúng ta trao giá trị cho khách hàng thì chúng ta cần phải trao giá trị. Được chưa? Trao giá trị. Cái phòng Zoom Gà Gáy này cũng là nơi để trao giá trị. Cứ trao giá trị thì đã rồi chúng ta sẽ kinh doanh được thành công. Được chưa? Cái tư duy tiếp theo. Tư duy tiếp theo đấy là Kinh doanh là là đào tạo. Kinh doanh là đào tạo thị trường. Kinh doanh là đào tạo khách hàng. Kinh doanh là đào tạo đối tác. Kinh doanh là đào tạo nhân viên. Kinh doanh là đào tạo và mọi thứ, mọi người, tất cả. Kinh doanh là chúng ta phải đào tạo. Khách hàng họ chưa có nhu cầu về sản phẩm. Ví dụ nhỉ, một cái iPhone mới ra, một cái iPhone 14 chuẩn bị ra, thì công ty Apple họ phải có những cái video để giới thiệu về sản phẩm, để đào tạo cho thị trường biết rằng là sản phẩm này nó đẳng cấp như nào, nó giá trị như nào, nó hơn gì so với cả cái phiên bản cũ, nó hơn gì so với cả những cái đối thủ. Đúng không ạ? Kinh doanh là đào tạo. Đã làm kinh doanh phải biết làm đào tạo anh chị em. Đã là kinh doanh phải đào tạo cái gì ạ? Đào tạo thị trường. Mình nói cho thị trường biết được lý do tại sao cần phải sử dụng cái sản phẩm của mình. Đúng ạ. Nói cho thị trường biết tại sao sản phẩm của mình lại chất lượng, tại sao sản phẩm của mình lại giá trị, tại sao sản phẩm của mình lại khác biệt. Thì đấy là gì ạ? Đấy là cách đào tạo. Marketing cũng là gì ạ? Là cái quá trình đào tạo thị trường. Đào tạo thị trường để thị trường biết đến cái thương hiệu của mình, biết đến cái sản phẩm của mình, biết đến dịch vụ của mình. Thì đấy là gì ạ? Đào tạo. Kinh doanh là đào tạo. Được chưa ạ? Bây giờ anh chị em chúng ta có nhân viên, chúng ta có phải đào tạo nhân viên của mình để họ biết về sản phẩm, biết cách để chia sẻ về sản phẩm, biết cách để chia sẻ về gì ạ? Về cái dịch vụ của công ty mình không? Có đúng không ạ? Đấy. Rồi đối tác của chúng ta cũng phải gì ạ? Cũng phải đào tạo cho họ để họ gì ạ? Để họ làm cho chúng ta, để họ giới thiệu cho chúng ta. Đấy. Đại lý của chúng ta, đúng không ạ? Cộng tác viên của chúng ta cũng phải đào tạo cho họ chứ. Đúng không anh chị em? Có phải đào tạo không ạ? Đúng rồi. Cho nên là gì ạ? Là kinh doanh là đào tạo. Anh chị em không có khả năng đào tạo thì đừng làm kinh doanh. Không có kỹ năng đào tạo, đừng làm kinh doanh. Được không ạ? Đấy. Cho nên kỹ năng đào tạo là kỹ năng vô cùng quan trọng. Chúng ta không có kỹ năng đào tạo, rất đơn giản. Chúng ta tìm người có khả năng đào tạo để chúng ta gì ạ? Chúng ta thuê. À, chúng ta thuê người có khả năng đào tạo về để đào tạo cho nhân viên, cho khách hàng, cho đội ngũ chúng ta. Chúng ta không có khả năng làm marketing, chúng ta tìm người làm marketing. Đúng không ạ? Marketing cũng chính là quá trình đào tạo thị trường bằng marketing. Đúng không ạ? Đấy. Thì một là chúng ta phải làm được, hai là chúng ta tìm người làm được để chúng ta kết hợp. Chúng ta không giỏi tất cả mọi thứ anh nhé. Có những người có khả năng đào tạo, có những người không có khả năng đào tạo. Tôi không có khả năng đào tạo thế tôi không làm kinh doanh được à? Vẫn làm được anh nhé. Đấy, cái tư duy của người kinh doanh đó là gì ạ? Không làm được thì tôi thuê người làm được về làm cho mình. Ông Phạm Nhật Vượng, ông có biết gì làm về xe điện không? Ông có biết làm xe hơi không? Không biết. Ông ấy không giỏi. Đúng không ạ? Nhưng ông có một cái tư duy đó là gì ạ? Tôi không làm được, nhưng tôi muốn làm cái đó. Tư duy của ông là muốn làm cái đó. Và ông thuê những cái người làm được về cho làm cho ông ấy. Có đúng không anh chị em? Hoàn toàn có thể làm được nếu như chúng ta muốn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ông có một cái tư duy đúng. Cho nên ông làm cái gì ông cũng thành công. Đấy, đấy là sự khác biệt của những cái người mà tư duy thành công và tư duy không thành công. Cái tư duy không thành công, tư duy sai ở chỗ đó là gì ạ? Tôi không giỏi đào tạo thì tôi không làm kinh doanh được. Thì đây là một tư duy sai. Đấy ạ. Nhưng mà chúng ta biết là kinh doanh thì phải đào tạo. Ông Vượng ông có đào tạo mọi người về cái xe hơi của ông ấy không? Ông có những cái chương trình quảng cáo, chương trình quảng bá về cái xe hơi của ông ấy không? Về xe điện của ông ấy có không? Có đúng không ạ? Hoàn toàn có. Ông ấy có phải là cái người mà thiết kế cái video đấy không? Ông có phải là cái người mà đứng ra giới thiệu không? Không hề. Đúng không ạ? Ông có phải là người mà gì ạ? Sản xuất từng cái linh kiện không? Không hề. Ông ấy biết là ai có khả năng để ông gì ạ? Ông ấy mời về làm. Và gì ạ? Và ông đào tạo cho họ về cái gì ạ? Về cái giá trị, về cái tầm nhìn, về cái văn hóa của gì ạ? Của VinFast, của Vingroup. Đúng chưa? Đào tạo về văn hóa cho họ để họ trở thành một cái con người gì ạ? Cùng nhau, chúng ta cùng nhau tập trung đến những cái mục tiêu chung của mình. Đấy, ông đào tạo là đào tạo về văn hóa, đào tạo về giá trị cốt lõi, đào tạo về sứ mệnh, tầm nhìn. Thì đấy là cái thứ mà ông Vượng ông đào tạo. Bởi vì đó là cái thứ mà gì ạ? Là ông ấy có. Đúng chưa? Đấy. Cho nên là gì ạ? Dù chúng ta là ai đi chăng nữa thì chúng ta cũng đang đào tạo gì đó, một cái gì đó. Nếu như mà ông ấy không có khả năng đào tạo những cái người tài năng như đó thì ông ấy không thể nào mà tuyển dụng được những cái con người tài. Bác Vượng là cái người mà Huy rất là nể. Bởi vì sao ạ? Là bác có khả năng quy tụ những cái người tài ở trong cái gì ạ? Trong cái đội ngũ của mình. Đấy. Thì đấy mới là cái gì ạ? Là cái người tư duy thành công. Đúng không ạ? Kết hợp những người giỏi hơn mình ở trong cái đội ngũ của mình. Thì đấy là cái người thành công. Thế thì để mà làm việc đó thì sao ạ? Thì bác phải gì ạ? Bác phải đào tạo cho những cái người đó, cái người tài đó thấy rằng ở đây chúng ta đang có một cái gì ạ? Một cái tư duy, một cái tầm nhìn, một cái sứ mệnh. Sứ mệnh làm rạng danh cái gì ạ? Cái dân tộc Việt Nam. Rất hay đúng không ạ? Đấy. Và cái người kia họ ngồi họ nghe, họ bảo là cái điều này rất là tuyệt vời và tôi phải làm gì đây? Đấy. Và Huy đọc rất là nhiều những cái bài mà khi mà bác Vượng bác ấy gọi là thu phục những người tài, rất là hay anh chị em nhé. Đó, đấy là gì ạ? Là tư duy kinh doanh là đào tạo, đúng không ạ? Ok, đến cái thứ mới rồi anh chị em. Cái thứ mới rồi, cái số 5 đúng không ạ? Rồi cái số 6 đấy là gì ạ? Là kinh doanh là gì ạ? Là phục vụ phong cách sống. Kinh doanh là phục vụ phong cách sống. Kinh doanh là thực hiện ước mơ là đúng rồi. Đấy. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà ở đây ấy, nó là một cái phần nhỏ hơn, phần khác. Tức là cái phong cách sống của mình là gì? Huy nói ví dụ như này. Cái phong cách sống của Huy á, đó là thứ bảy nhật là tập trung cho gia đình. Đó. Mà trước đây Huy làm cái công việc liên quan đến gọi là photo marketing, tức là phục vụ cho những cái tiệc cưới, các cái sự kiện. Đó, có cái máy chụp ảnh, sau đó là phải đến các cái sự kiện tiệc cưới để chụp ảnh cho quan khách ấy. Đó, chụp ảnh tự động. Nhưng mà mình vẫn phải phục vụ khách trong cái tiệc cưới đó. Thế thì cứ thứ bảy chủ nhật là mình bận. Cứ thứ bảy chủ nhật mình bận. Mà mình thấy rằng cái điều này không ổn, bởi vì cái phong cách sống của mình đó là gì ạ? Là mình, phong cách sống của mình nó là sự cân bằng giữa công việc và gia đình. Đó. Thế thì cái công việc mà mình lựa chọn ấy, nó không phục vụ cái phong cách sống đấy. Cứ đến thứ bảy chủ nhật là mình bận. Đó, trong khi mà từ trước giờ là mình thứ bảy chủ nhật là mình dành cho gia đình. Kiểu vậy. Thế thì sau đó thì mình thấy nó không ổn. Đấy, mặc dù nó kiếm được tiền nhưng sau đấy mình thấy nó không ổn, và sau đó thì mình cũng từ bỏ cái công việc kinh doanh đó. Mình từ bỏ công việc kinh doanh đó bởi vì sao ạ? Bởi vì nó không làm cho mình thực hiện được cái phong cách sống của mình. Đó. Thêm nữa là cái phong cách sống của mình đó là phong cách sống tự do. Mình mong muốn được đi đây đi đó. Phong cách sống của mình là không thích gò bó, không thích bị phụ thuộc, không thích bị những cái áp lực mà do người khác tạo ra. Mình thích tự tạo ra áp lực của mình hơn là gì ạ? Là bị người khác ép, bị người khác tạo ra áp lực. Đấy, cho nên là mình thích một cái phong cách tự do. Cho nên chính vì mình thích cái phong cách tự do, cho nên mình là gì ạ? Mình mở công ty riêng. Đấy, chính vì mình thích tự do cho nên mình làm những công việc mà mang tính chất là không gò bó về mặt thời gian, không gò bó về mặt áp lực công việc. Và đấy là lý do một số anh chị em ra mở công ty riêng, bởi vì sao? Làm thuê, ngày xưa làm thuê khổ quá, nhục quá, cho nên là gì ạ? Là cứ phải suốt ngày phải nhìn mặt thằng sếp, suốt ngày phải nghe lời thằng sếp, không nghe nó đuổi việc, động cái nó đuổi việc, đụng cái đuổi việc, ghét quá nên ra mình mở công ty riêng. Đấy, nhưng mà mở công ty riêng với cái tư duy là gì ạ? Là mở công ty riêng với cái tư duy đó là gì ạ? Vì ghét thằng sếp cho mình mở công ty cho nó bỏ ghét, thì cái tư duy đấy nó sai, nó không thành công. Hoặc là tư duy mở công ty ra để mà gì ạ? Để thể hiện cái tôi của mình, để thỏa mãn cái tôi của mình, thì cái tư duy đấy cũng không thành công. Đó, rất nhiều người mở công ty ra sau đó là gì ạ? Sau đó là muốn thể hiện cái bản thân của mình, muốn chứng minh cho người khác là tôi có thể làm được, tôi có thể thành công. Thì tư duy này cũng tốt, nó cũng giúp cho mình có động lực để kinh doanh, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà tư duy đó không thành công được, rất khó để thành công anh nhỉ. Có thể là thành công lúc đầu, nhưng nếu mà chúng ta không thay đổi thì chúng ta cũng sẽ gì ạ? Sẽ thất bại. Bởi vì kinh doanh không phải thể hiện cái tôi, kinh doanh không phải là gì ạ? Để mà thỏa mãn được cái tôi của mình. Đấy, phục vụ ước mơ của mình là đúng, phục vụ phong cách sống của mình là đúng, nhưng mà gì để chứng minh cho một cái người nào đó rằng là mình có thể làm được, thì cái điều này sẽ không đúng về lâu về dài, đúng trong thời gian ngắn thôi, được chưa? Đấy, đấy là gì ạ? Đấy là cái tư duy thành công và tư duy không thành công ở trong kinh doanh, đúng không ạ? Kinh doanh là phải gì ạ? Phải phục vụ cái phong cách sống của mình. Mình phong cách sống của mình là mình thích đi đây đó, thì mình hãy tìm những cái công việc nào đó giúp cho mình có thể được đi đây đó, là mình có thể đi đây đó mà mình vẫn kiếm được tiền. mình vừa đi chơi mình vẫn kiếm được tiền, thì lúc đấy thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống đúng như mình mong muốn, đúng như mình mơ ước. Đấy ạ. Bao nhiêu anh chị em đã có một công việc mà mình đi chơi vẫn kiếm được tiền thì comment xuống là tôi. Còn nếu anh chị em nào chưa có cái công việc để mà mình đi chơi mà mình vẫn có khả năng kiếm được tiền thì comment là gì ạ? Là chưa. Comment là chưa nếu anh chị em chưa có, comment là tôi nếu anh chị em đã có. Đấy. Thế anh chị em nào mà chưa có thì nhìn những anh chị em nào mà comment là tôi ấy, thì mà mình hỏi họ bảo là thế làm thế nào đấy. Được chưa? Hỏi họ, hỏi cái người mà mời chúng ta vào trong cái phòng Zoom này xem họ có tôi không, họ có comment tôi không, hay họ cũng chưa giống mình. Nếu họ cũng chưa giống mình thì làm sao? Thì tìm người khác. Còn nếu cái người mà họ mời mình vào trong phòng Zoom này mà họ có gì ạ? Họ comment là tôi rồi thì gì ạ? Thì hỏi họ, hỏi chính cái người mà mời mình vào trong phòng Zoom này. Được không ạ? Ok không? Nhá. Đấy, hỏi họ chứ. Mình không biết thì mình phải hỏi, đừng ngại, đừng có ngại, đừng có sợ, đừng có tiếc. Kinh doanh là chúng ta phải dũng cảm. Kinh doanh là phải xông xáo này. Đấy. À, trong đó, trong cái phần kinh doanh thì có một cái tiêu chí tiếp theo. Đấy là kinh doanh nó cần năng lượng. Tư duy kinh doanh tiếp theo ấy, đó là kinh doanh nó cần năng lượng. Kinh doanh cần năng lượng anh em. Kinh doanh cần năng lượng số 7. Kinh doanh cần năng lượng. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta muốn kinh doanh thành công thì chúng ta cần phải có sự xông xáo, sự quyết tâm, sự vượt qua cái vùng thoải mái, vượt qua cái vùng sợ hãi của mình. Đấy. Bằng cách đầu tiên như vừa rồi Huy nói đó là gì? Hỏi cái người mời mình vào đấy, anh kinh doanh cái gì, em đang kinh doanh cái gì, cho anh kinh doanh với. Cái kinh doanh ấy của em có gì ạ? Có phục vụ được ước mơ không? Phục vụ được phong cách sống không? Kinh doanh của em có vui không? Đấy. Đấy mới là cái thứ mà chúng ta cần phải hỏi. Ra hỏi nhau, hỏi là bạn kinh doanh cái gì? Bảo tôi là kinh doanh bán thời trang. Thế thì mình sau đó mình chẳng biết hỏi cái gì nữa. Đúng không ạ? Thì cách mình hỏi đây là đơn giản này. Kinh doanh thời trang có vui không? Mà vui. Kinh doanh thời trang có tiền không? Có tiền. Có đạt được mục tiêu tài chính không? Có tiền nha, nhưng mà phải nói là đạt được mục tiêu tài chính. Chứ còn tiền thì 1 triệu cũng là tiền. Đúng không ạ? Có đạt được mục tiêu tài chính không? À, kinh doanh thời trang có gì ạ? Có đạt được ước mơ không? Kinh doanh thời trang có gì ạ? Có đào tạo được thị trường không? Kinh doanh thời trang có gì ạ? Có trao giá trị cho khách hàng không? Đúng không ạ? À, thì mình đặt cái ngành nghề mà mình đang kinh doanh vào để mình hỏi những câu hỏi đó để xem mình có đạt được hay không. Đúng không ạ? Ok nhé. Thì cái về phần tư duy kinh doanh này thì nó tổng cộng nó có 15 cái tư duy kinh doanh. Ngày hôm nay Huy chia sẻ trước cho anh chị em là 7 cái. Đấy ạ. 7 cái kinh doanh, 7 cái tư duy đầu tiên trong việc là kinh doanh để thành công.